283 bài ba sứ san thiên. Ngày hai trăm Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Mình trả lại bạn ba trăm nghìn Việt Nam đồng. Nguyên văn là tôi tìm ngài ba mươi vạn Việt Nam đồng. Ủa chảo nín san sứ án tuần. Ủa. Nín. 三十万越南盾，我找您三十万越南盾。我找您三十万越南盾。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Đừng vội, từ từ thôi. Bía chí, mà man lái. Thời tiết mát mẻ. Thiên chỉ léng khoải. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chén dấu tà cài ở bái mỉ. nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn kẻ xảo sứ sẽ trào tráo. Tám chín mươi phần trăm. Ba chín mươi phần trăm. Tám chín mươi trên giá sách。 书架上，酒泉茶，酒勾茶。除了茶杯，呢？指约定呢？女性，某色，颜色，对，感觉 hơi dài。 虽然感觉有点 cửa màu nâu no, dung mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào trang trên mắt viết là bao nhiêu tiền 标签上写的是多少钱？ít nhất gần ba trăm nghìn, nguyên văn là ít nhất gần ba mươi vạn。至少要三十万。buồn cười quá。好好笑。làm thả lỏng không khí một chút.

trả bạn tiền kế nhịt chén hai triệu nguyên văn là hai trăm vạn ở trăm nghìn mình trả lại bạn ba trăm nghìn dùng trong trường hợp lịch sự 我找您三十万。nín